Giặc Pháp, giặc Mỹ sẽ không bao giờ giết hại những người mà chọn chùa làm nơi ẩn nấp. Nhưng mà không ngờ thì bọn chúng đã tràn vào đây, giết tại đây. Và có những người thì chúng lại dẫn ra ngoài cánh đồng hoặc là những cái cây cầu. Và chúng đây cũng là những cái phần nước sơn đỏ thôi, nhưng mà tô theo những cái phần vết máu của người dân đã dính trên những cái bức tường này. Cô bác, cái công cụ tầm dông nè, những cái cây mà dùng để sát hại những cái nạn nhân. Ở đây thì chúng ta có thấy cây tầm dông được dọc nhọn nè. Mẹ ở bên này nè, ba mẹ nói cũng như là nói đạo gì đó, chắc vô chắc cũng không có giết, ở chùa cũng không sao. Thôi đi con về, con lo bên chồng con đi. Ông bà đâu có chạy, và hơn nữa có bò có đồ nữa, chú dẫn đi đâu. Bà nói thôi, chú chó thuốc cá là thế nào nó cũng mắng mình ông ơi. Thôi bây giờ tiền vàng rồi ông đưa cho tôi đi, tôi chạy, tôi còn sống, tôi nuôi con. Cái bắt đầu ông chạy chưa được 10 thước nữa, nó mắng ông chết. Dạ, chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục quay trở lại gia đình của cô Sương sau một thời gian dịch bệnh. Và đây là ngôi nhà của cô Sương này cô bác quý anh chị, người mà một trong ba người còn sống sót lại trong nạn diệt chủng Pol Pot khi xưa tại làng Ba Chúc này. Và vô thăm cô, và sau đó Bùi Hồ sẽ qua chùa Phi Lai để thăm về những rồi. Đói quá rồi, không ăn chết rồi, xài gì sống chín thúi cũng lụm ăn chơi, gặp là lụm ăn rồi. Cấp đó không ăn thì đói quá chịu không nổi, không ấy chết. Nhờ lụm xài ăn gì không mà sống chút ạ. Nhờ có mấy cái xài, phải không, có mấy cái xài chết rồi, không có gì đâu ăn. Lụm mấy cái xài trái, xài suối hay chín thì lụm ăn sống, chứ không có mấy cái xài để chết rồi. Sau này té xe bị xe đụng rồi nữa. Té xe bị xe đụng thêm 3 lần nữa. 3 lần đó. Bị xe đụng 2 lần rồi té một lần nữa. Xe không là 3 lần xe. Dạ. Bắn nó bắn bả đó bị thương, nó bắn bả bị thương là bảy cái chỗ qua sườn, bảy mấy miếng qua sườn đó. Nó hồi đó nó bắn giật miên, nó bắn nó bị thương á. Anh Hồ thấy nó sâu ghê không? Cực kỳ sâu lắm. Bắn ở trước chỗ sao bảy mấy miếng sườn. Bắn trước cái chỗ giờ này. Này nè. Bị phải xa lắm. Tới đây nè. Xa lắm. Thôi rồi hỏi lùa ra đó rồi mới thấy vàng mấy thằng. Trời ơi, lùa đó. Vàng mấy ngoại bến thưa lắm. Nó lùa như mấy thằng lùa một cái gì ra nó mấy thằng miên. Phải nữ nam. Chia ra nữ nam á. À, có nghĩa là chia ra nạn nhân nam một bên, nữ một bên để phân loại. Nữ thì họ sẽ hành quyết như thế nào ạ? Không, tôi ba đó. Này nè, ba đó. Nhà chết hả? Ông già ông chết rồi, mình đóng xương ông chết thì không có biết đường thì lấy xác ông nói dồn vô lấy xương qua bên chùa ảnh ông già. Rồi mà ông già dẫn đi đó. Ông già dẫn đi chạy đó, nó lùa ông già luôn với đó rồi bắn ông già chết, còn nó sót lại còn ông già chết. Rồi lấy xương bọn không có biết chứ, rồi xương gom qua bên chùa luôn. Ông già xương ông già gom qua chùa luôn. Người bả bị tôi không có đó, bị không có rành, nó ngay đại khái chút biết chút đỉnh như tỷ mấy cái gì đó làm giật cho đứt hà, chứ còn không có biết rành. Bị bả bị lùa, còn bả bị lùa làm nó, tôi không có đi, tôi bị cấp đó còn ai cũng còn nhỏ chân à, mới có 11-12 tuổi không à. Cấp đó tôi thì tôi chạy khỏi, còn bả thì lùa bả đi, bởi nó bắn là kia hay là gì đó tôi cũng không biết rành vụ đó, bởi vì mình đâu có đó mà biết cái gì đó. Chú kể lại cái sự việc mà lúc mà cứu cô Sương á, có nghĩa là lúc sau khi mà giải phóng lính lên á, bộ đội Việt Nam, bộ đội Việt Nam lên á, thì cái đó là tôi hồi cô giải cứu là tôi chưa có về, này nè, mới không biết rồi đó, rồi cái, bị thương này nè, rồi cái mấy người vô chùa giải tỏa mấy con bot bắt rồi cái im hết trơn, mấy gì mới về đây cái hồi đơn lu bu nè, bắn rùa hết này kia hết, là cái gì cũng không có ở đây, bị thương lo chạy đi rồi bị thương nữa mà
miên đó. Bởi vì mình ai ai chạy đi sống còn ở là chết, nó bị cấp đó tôi chạy nó mới sống, còn mấy người mà ở lại là chết hết. Rồi giờ sót lại dòng sót lại nó bắn chết hết, sót lại vài người thôi. Nó sót lại bà bên ấy bảnh mà bà cũng bị tai biến mới chết rồi, từ Nga với ông kia sót có ba người bị rồi sống sót được có ba người, mà bây giờ hai người kia chết rồi, là ba người mà hai người kia chết rồi còn anh bà đó. Nước mà đi tới chỗ ba tuốt lưng đời này nè. Rồi những cái vết thương nó có những con dòi bò lúc nhúc trên người mình. Bị xương đó. Ở sau lưng cái chỗ bị đó dòi đó mất ấy giật cục nó nói hồi đó sao cô không có ý định là bỏ chạy mà cô vẫn gia đình cô vẫn còn nương náu ở lại cái làng này à? Mày chùa đó rồi bị ổng tính là nó đâu mấy trận giặc nào cũng giặc giặc pháp chào nào cũng cái chân đâu có giết dân, rồi ổng tưởng nó vậy không giết ổng mới không chạy, mới dẫn con vô trong chùa chống đạn, dẫn vô chùa dẫn vô chùa ở đâu nó vô chùa nó bắt lùa đi nó vô mà đồng nó giết nó tính phải tính giết vậy thì chạy thì đâu có vô chùa chi, tính nó giết á, bữa nay tính nó không có giết mới gom vô chùa rồi nó bắn rồi đó là lùa ai đi thì thôi, còn nó không đi nó bắn chết chết tại chỗ, bắn hồi lần cái vách tường phi lai máu không. Theo vách nó máu không, mấy người mà không đi chịu đi nó bắn tại đó, còn mấy người chịu đi thì lùa đi ra ngoài đồng bắn giết bắn. Bị tai biến nửa thân mình này là tay sụi hết tay chân này, bị còn có tay chân còn nửa thân mình này. 11 ngày trong đầu cô thì chỉ nhớ đến cái dấu ấn duy nhất đó là 11 ngày. Không nhớ chi tiết nào nổi nữa, nó quá mạnh ha. Quá mạnh. Cô nói nó hôi lắm. Cô lúc đó là nó hôi dữ không cô sát người á? Trời ơi, hôi lắm. Ngay cả vết thương mà sinh dòi là thấy hiểu rồi. Trời ơi, dòi một cái nha. 3 tháng. Nhà thương 3 tháng. Làm nhà thương 3 tháng. Làm nhà thương 3 tháng mà nhà nước lo hết cho nó, lo rồi nuôi luôn, nhà nước nuôi luôn, một coi trẻ một coi, còn anh có anh nào trẻ một coi nuôi bả tới ấy luôn, cho bả ăn học luôn, ăn học rồi cho bả vô làm thư ký làm việc luôn. Sau này cái mới lớn rồi làm ăn được rồi mới trả về, chứ hồi lần nó nuôi luôn, nuôi con rồi trẻ một coi nó nuôi rồi nó cho ăn vô nuôi ăn học luôn nữa. Ôi trên nó ba người, một dây ba người là và có mấy cái tóc dài, có đàn ông có đàn bà tóc dài, còn bả tóc ngắn vậy nè. Bả đó tóc ngắn là bả đó, là những cái người còn sống sót. Người sống sót ba người, mà ba người mà cái bà kia thì bà tóc dài, còn ông kia cũng như là hai người trước thì Bùi Hồ có quay về hoàn cảnh của cô Sương, một trong những người mà còn sống sót trong nạn diệt chủng Pol Pot ở Ba Chúc này. Và hôm nay thì quay trở lại thăm cô Sương, thì cô Sương chia sẻ rằng là còn hai người nữa cùng sống sót với cô, đó là ai hả chú ha? Sống sót mà hai người nữ người nam, mà giờ hai người nữ người nam chết hết rồi, ba người chết hai rồi, giờ còn anh cô Sương còn anh à? Dạ. Và sau lưng này đây là hình ảnh ba mẹ cô. Và đợt đó thì trong cái lần việt chủng đó thì ba cô mới dẫn cô vào chùa, vì cô với chú vì cô nghĩ rằng là ở trong chùa là nơi an toàn nhất để có thể tá túc qua cái nạn việt chủng này, nhưng không ngờ là nó lùa đi ra ngoài, lùa đi vô luôn, còn sắc bắn. Và sau cái nạn việt chủng đó thì cô Sương là người duy nhất còn sống lại trong gia đình cho đến thời điểm này. Đây là hình ảnh về ba mẹ của cô đã qua đời trong nạn diệt chủng đó. Thôi một lần nữa thì con xin phép cảm ơn cô Sương, qua đợt dịch này thì ghé nhà cô, nhìn cô thấy sức khỏe thì con rất là vui. Con chào cô chú nha, chúc cô chú sức khỏe nha. Xin chào cô bác quý chị. Và phía trước mặt của Bùi Hồ đó là chính là nhà trưng bày chứng tích tội ác của Pol Pot. Thì theo chia sẻ cô Sương, nạn nhân cuối cùng còn sống đến thời điểm này và là một nhân chứng sống sót sau 11 ngày nạn diệt chủng Pol Pot. Thì hôm nay thì Bùi Hồ qua đây nơi nhà trưng bày này để quay cho cô bác quý anh chị xem về những cái chứng tích hình ảnh tội ác về của Pol Pot, và cũng như là quay cho cô bác xem về
cái hình ảnh của cô và hai nhân chứng còn lại nha. Và đây là những cái công cụ tầm dông nè, những cái cây mà dùng để sát hại những cái nạn nhân. Ở đây thì chúng ta có thấy cây tầm dông được dọc nhọn nè ha. Cây này là cây gì không? Cũng tầm dông ha. Dạ. Nhưng mà nếu mà lúc đầu đọc sách á, mình không có nghĩ rằng là Khmer Đỏ lại giết một cách tàn bạo, nhưng mà đến đây thấy cái cây này có tính năng là, thiệt ra mình nói nó hơi rợn người xíu. Có nghĩa là thay vì dùng đạn để bắn ha, dùng dao để cứa, thì họ dùng cây tầm vong họ xuyên vào vùng kín người phụ nữ. Giống như mình xuyên một con cá lóc vậy. Rất khủng khiếp. Mình cứ tưởng tượng thôi là mình đã thấy nó một cái nỗi gùng gợn á. Và những người mà con nít mà bé nhỏ đó thì họ dùng cái cây gùi này để đập đầu. Họ đập đầu đó. Và đây là một vũ khí, đó là mìn. Còn đây là những cái dao cũng như là lưỡi lơi để mà đâm. Và đây là cái bản đồ địa điểm ở những cái xã Lương Phi, xã Ba Chúc nè. Và đây là tất cả những hình ảnh mà nói lên sự tội ác của bọn Khmer Đỏ Pol Pot á. Đây, một cái chùa Phi Lai mà hiện nay được xây dựng khang trang, thì trước đây nó được tàn phá như thế này. Và đây là những hình ảnh cây cầu chết. Và đây là một cái dòng cái cánh đồng chết nè, xác người nằm la liệt. Nhìn cái cảnh thôi thì nó cái cảnh thì thôi mình quay xa ra, tại vì nó sẽ gây ám ảnh cho ám ảnh những cái chết đau thương của người dân Ba Chúc á. Nhìn cái cảnh cảm giác rất là gùng gợn ha. Và không nói nhiều nữa thì chắc có lẽ là mời cô bác quý anh chị qua đây để xem về hình ảnh của ba nạn nhân còn sống lại trong vụ thảm sát khi xưa. Đây, trong ba nạn nhân này á thì hai cô chú này thì đã mất rồi. Và đây là bà cô Nga sinh năm 1939, người sống sót khi cha mẹ, anh chị em ruột, chồng và 6 đứa con thì cùng cả dòng họ trên 100 người đều giết hại năm 1978. Và đây là chú Hùng Pol Pot, đã cả gia đình ông trong 13 ngày đêm năm 78 luôn. Và đây nạn nhân mà mình mới vừa gặp rồi, đó là cô Sương sinh năm 67, lúc mới 11 tuổi và thảm sát, và cô nằm trong xác chết đúng 11 ngày. Lúc mà mình gặp cô á thì hiện nay thì cô đã bị tai nạn giao thông á, nên não khối cái bộ óc của cô á đã mất đi nửa phần, nên cô lúc nhớ lúc tỉnh, mà điều duy nhất mà cô nhớ được đó chính là 11 ngày và lúc 11 tuổi sống trong những cái xác chết, những cái xác người cực kỳ ám ảnh và hôi hám luôn. Và bên kia đó chính là đi qua bên đây, đó chính là đối diện đây là chùa Phi Lai đúng không? Chùa Phi Lai bên đây. Bây giờ trước khi vào chùa Phi Lai á, em có đặt hai cái mâm cơm để cúng cho ngôi mộ. Bên đây đó chính là bên cái hình lá sen đó là những bộ xương người, những khối xương của những người mà được quân đội gom về đây, vì không nhận ra hình dạng nữa nên tập kết về chùa như thế này. Vừa bên đây là chùa Phi Lai tự này cô bác quý anh chị, ngày xưa tàn phá rất là khủng khiếp ở trong ngôi chùa này. Đó chính là chùa Phi Lai, nơi mà tội ác của bọn Pol Pot. Theo lời của cô Sương chia sẻ thì ngày xưa thì cô được ba mình dẫn vô đây để mà trốn tránh bọn giặc. Gia đình của cô, ba của cô thì cứ nghĩ rằng là giặc Pháp, giặc Mỹ sẽ không bao giờ giết hại những người mà chọn chùa làm nơi ẩn nấp. Nhưng mà không ngờ thì bọn chúng đã tràn vô đây, giết tại đây. Và có những người thì chúng lại dẫn ra ngoài cánh đồng hoặc là những cái cây cầu, và chúng giết hại ngoài đó. Và điển hình là cô Sương đã bị bọn Pol Pot đem ra ngoài kia để sát hại, nhưng mà cô vẫn còn sống sót. Đây là ngôi chùa Phi Lai mà hình ảnh cô bác quý anh chị nhìn thấy trước đây trong cái nạn diệt chủng đó thì rất là hoang tàn. Viện này được xây dựng lên trang trang nghiêm như thế này. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Khi bước vào ngôi chùa này thì cô bác quý anh chị có thể thấy rằng một mà sự trang nghiêm có phần là lạnh lẽo nữa. Và ở đây á thì chỉ thờ một bát hương nè, và những cái cây những cái chân hương như thế này đó.
Và đây là một cái ngôi chùa theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Còn lại thì không có thờ những cái tượng Phật ha. Cô bác anh chị sẽ thấy ngôi chùa này khá là đặc biệt khi mà không có thờ theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đó. Nên không có thờ các tượng Phật mà chỉ là những cái bàn thiên bàn thờ, là những cái bàn thờ và những cái chân hương như thế này. Đó. Còn ngôi chùa Phi Lai thì chúng ta thấy đây là một cái chánh điện, và dưới cái chánh điện này có một cái nơi mà ngôi chùa này, ở đây người ta để một cái bảng là lính Pol Pot ném 2 quả lựu đạn sát hại 40 người dân năm 1978. Theo chia sẻ của những người dân mà từng chứng kiến ở lại đây á, thì sau khi bọn Pol Pot càng quét vào đây thì đã bắt sống và cũng như là tiêu diệt, thì sau đó thì bọn chúng đi ra, sau trong lúc mà đi quần thảo nơi đây á, thì bọn chúng phát nghe được một cái âm thanh của tiếng em bé khóc, và bọn chúng đã ném 2 quả lựu đạn vô đây. Thì trong 40 người đó thì 39 người đã thiệt mạng, thì còn một em bé sống sót ở trong này. Còn thấy lưu dấu của những cái người người ta vô đây để thắp hương. Và nơi cái ngôi chùa này, sau cái nơi đây giết hại 40 người ở trong cái hầm này, thì nơi đây Bùi Hồ muốn quay cho cô bác của anh chị thấy lưu dấu của những người mà đã bị sát hại trong cái ngôi chùa này. Đó là những cái vết máu của nhân dân bị Pol Pot thảm sát. Và muốn lưu giữ lại những cái hình ảnh thì những người ở chùa này, những thầy sư, những người ở đây mới khi mà sơn á, thì trừ lại một cái phần máu đã thấm đượm trên cái bức tường như thế này. Mặc dù ngôi chùa cũng đã sửa sang lại rồi, nhưng mà đây là một cái niềm đau mà chắc có lẽ là không ai muốn nhắc đến. Đây là những cái vết máu dính trên chùa. Đây cũng là những cái phần nước sơn đỏ thôi, nhưng mà tô theo những cái phần vết máu của người dân đã dính trên những cái bức tường này. Cô bác anh chị có thể thấy rõ đây khắp nơi. Hiện nay thì đứng ở đây vẫn còn cảm nhận được sự âm mưu lạnh lẽo của những hoang hồn của những người đã khuất. Cái bên An Giang thì có 3 cái mối đạo nhỏ, đó là Hòa Hảo, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Bụ Sơn Kỳ Hương. Và các mối đạo này thì không thờ tượng Phật cũng như là ở các chùa khác, mà chỉ thờ đó là một cái bát hương nhỏ trên, với lại nhiều nhất thì trái cây và những cái ly nước lạnh thôi. Đó là một điều khá là đặc biệt. Và em có để ý là vô cái ngôi chùa này á, thì không thấy những vị sư mà chỉ là những người ông từ để thay quản nhau chăm sóc cái phần hương khói ở trên này. Đó, ở đây thì mình rất là dễ, đơn giản đến nỗi là chỉ cần là đến cái bàn hương này thì chúng ta chỉ cần lại bốn lại đó. Ở đây có phần hướng dẫn hết à. Đây tiền hiền bốn lại nè. Người đi trước. Hữu ban ngũ nhạc. Em thấy cái phần mà trang trọng nhất ở đây đó chính là cái phần mà cái chạm khắc á. Thì chạm khắc rất là công phu nè. Cái này giống như cái sắt này ha. Cái kiểu như từ trong cái sắt á. Giấy đỏ. Chùa Phi Lai. Ngoại năm nay nhiêu rồi ngoại? Chưa tân bổ. Ngoại nhiêu rồi? Ngoại 69 à. Hàng ngày ngoại vô đây để quyết định ha. Thì mình quẩn, mình ở gần đây nào, quẩn thì vô quét vậy đó, chứ không ở đây. Ngoại là người dân ở đây đó giờ luôn hả? Dạ. Ngày xưa thì cái nạn diệt chủng Pol Pot thì ngoại ở đâu? Ngoại chạy. Ngoại chạy đi đâu? Chạy đi trên núi đó, như dài đó. Núi dài nằm giếng trên đó đó ha. Lúc đó thì ngoại ở trên đó, ngoại có gặp không? Gặp bọn chúng không? Không, gặp ở dưới này nó đốt nhà nè. Gặp đốt nhà ha. Gia đình ngoại là an toàn hết ha? An đâu có, gia đình ngoại thì chết trơn, còn bên ngoại theo bên chồng mới còn. Chết trơn trên Nhật Miên. Chết ở đâu ngoại? Chết ở đâu mình đâu có biết, thì chết nhớ cái ngày đó nó vô giết vậy thôi chứ đâu có biết ngày nào. Gia đình mất hết luôn, nhà ngoại có mấy anh chị em chứ? Có hai anh em. Qua đây được ngoại cho mấy? Mẹ. Hai anh em ruột ha? Anh cũng... Anh được 5 đứa con rồi, anh cũng chết Nhật Miên luôn. Chết Nhật Miên luôn? Mất tích luôn, đâu có biết. Dạ. Rồi bây giờ là cũng như là phần xương cốt rồi để ở bên chùa luôn hay sao ngoài? Đó bên đó đó. Để bên đó luôn ha. Thì người ta gom vậy đó. Gom về vậy đó chứ cũng không biết phải xương
của mẹ mình ở đó không thì gom về chị chứ. Lúc mà sau khi mà chạy theo bên chồng đó ngoại về, ngoại thấy cái cảnh đó thì ngoại rùng rợn dữ không? Ngoại không có dám về, ở tới 3-4 năm mới về lại. Sao không dám về? Không, ở với lộ tệ 3-4 năm mới về. Tại vì ngoài về sợ chứng kiến cảnh ám ảnh hay sao? Ừ, sợ cũng như mình lúc đó mình đi theo bên chồng rồi cái có bầu nhỏ nó sanh ở dưới luôn, ở dưới Long Xuyên chỗ Phúc Lộ Tẻ đó. Lúc đó là ngoại nhiêu tuổi? Không có nhớ. Dạ. Năm đó giọng miên năm nay là cũng con của dì là 40 mấy tuổi rồi đó, 42, dạ. 43 gì. Ồ. Năm 77 tới giờ 78. Vậy là ngoại thì chạy đi được bên chồng được thoát, còn ba mẹ thì mất hết à. Ừ. Mà không biết là mất ở chùa hay là ở đâu luôn hay ngoài. Đâu có biết mất cái đâu, hồi lùa đi vậy không biết mất cái đâu. Dạ. Rồi ví dụ vậy rồi tổ chức ngày giỗ thì ngoài sẽ tổ chức vào ngày nào? Ngày 16, ngày nó vô đó vậy chứ đâu có biết ngày nào chết, nó vô thì nó ngày đó là nó giết ngày đó luôn đó. Ngày 16 luôn ha. Ừ. 16 tháng 3. Ở đây thì sau nạn đó thì cũng nhiều người đã không biết ba mẹ mình mất là ngày nào luôn hay ngoài ha. Ừ, bởi vậy đâu có biết mất ngày nào, kể như ngày đó mình cúng cơm cúng giỗ là ngày đó không. Ờ, ngày 16 đó là vừa ba vừa mẹ vừa anh luôn hả? Anh lúc đó là có mấy người con ngoài? Ba người con cũng của anh cũng mất luôn. Mất luôn, chết hết. Rồi, rồi. Nó vô già trẻ gì nó cũng giết hết trơn, nó còn. Dạ. Giờ mấy năm sau mới về mới tan thương dữ luôn. Ừ, mấy năm sau thì mới dám về chứ không đâu. Ở dưới đó không đâu có dám về đây. Sợ cũng như nó rượt nữa, mình có con nhỏ đâu có chạy được. À, lúc đó ngoại chạy theo chồng lên trên núi Tượng là nhìn thấy dưới này nhà nó đốt hết à. Dưới núi dài đó. Núi dài. Ừ. Thì nó vô đó lúc đó là... ngoại sợ dữ không? Sao không sợ, 5 giờ là bắt đầu, 3 giờ là bắt đầu nó pháo, tới 5 giờ mấy 6 giờ nó mới vô, nó pháo rồi cái mình chạy lên núi dài nhìn thấy nó cầm cái đuốc gì nó đốt châm vô nhà vậy đó, bằng đêm đó núi dài nhìn thấy chứ nó châm vô nhà hay trái vô là nó giết hết, cái gì nó cũng lùa hết trơn, heo bò gì vùa hết, lúa thóc gì lấy hết vô, nó tàn sát nó có còn nhà cửa gì. Rồi lúc đó là ngoại ở trên đó thì ngoại ăn bằng gì? Ăn bằng gì? Chạy ở trên đó rồi cái hồi đó chạy thì có gánh gạo rồi theo nấu cháo ăn rồi cái bắt đầu mới xuống núi đổ qua Long Phi đó, cái có xe rước mấy ông rước đi về Long Xuyên. Rồi ngoại dạ. Ngoại trốn ở núi dài đó mấy ngày? Có một đêm. Có một đêm rồi hả? Đêm mà 16 rồi xuống núi rồi. Gánh gạo theo? Ừ, gánh gạo rồi theo nấu cháo ăn. Rồi sao lúc đó ngoại không kêu ba mẹ mình đi theo luôn? Ba mẹ ở bên này nè, ba mẹ nói cũng như là nói đạo gì đó, chắc vô chắc cũng không có giết, ở chùa cũng không sao, thôi đi con về con lo bên chồng con đi. Ổng bả đâu có chạy, và hơn nữa có bò có đồ nữa, chú dẫn đi đâu khổ vậy đó, bò nhà cửa thấy gì phải nương náo đây, nó chắc là vô không giết, đâu có ngờ giết gì. Dạ. À, có nghĩa là ở đây nhà ba mẹ ngoại thì cũng còn bò gà vịt đồ nên thành thử là không chạy. Ừ. Ngoại có năn nỉ chạy theo không? Có mà không có chịu đi đâu. Chịu đi đâu hả? Ừ, bởi vì ở đây trong cái chùa này, cái đình này mấy ngàn người. Mấy ngàn người ngồi vô cái đình này ha, ừ. Vô chùa này. Vô, mấy ông gánh rồi cũng vô đó. Chùa này với chùa Tâm Bửu, hai chùa. Mà chùa này là bị sát hại nhiều nhất. Ừ, chùa Tâm Bửu. Chú biết không, mới bữa mùng 9 à, là pháo một trái à. Ở ngoài nó pháo vô đó, thằng trái ngay chỗ dưới tổ đó. Mà người ta có người bị thương, bị bệnh biết bao nhiêu. À. Thành ra cũng như chỗ đó người ta sợ, người ta tản đi. Dạ. Có nghĩa là pháo thôi là người ta đã tản đi, chùa đó ta đã tản đi rồi. Còn cái ngôi chùa này thì không pháo, bọn chúng vô luôn. Ừ, vô luôn, chùa đó cũng vô luôn. Chùa kia thì pháo thì dân ta biết ta tản đi. Tản đi gì cũng còn ở đó, tản vài người ha. Người nào sợ thì đi, người nào không sợ ta cũng còn ở đông lắm. Nhưng mà tại sao là không đi hay ngoại ha? Người nghĩ là chùa thì nó bạo, bọn nó không vô thì sao? Không phải nghĩ chùa bọn nó không vô, nghĩ cũng như dân chắc có lẽ vô là không có giết, cũng như hai đàn đánh nhau thôi chứ dân đâu có giết dân, nghĩ vậy đó. Đâu có ngờ hồi đó giờ đâu. Ở đây cũng chạy hoài chú ơi, chạy chút cái chạy về. Đâu có sao. Mấy ông nghĩ y là vậy đó. Chắc có lẽ dân không có giết. Thôi bây giờ dân tụ hội vô trong chùa, ông gánh rồi vô chùa hết. Trời ơi. Vậy là nhà ngoại một chứ. Cái đám giỗ là trùng 4-5 người luôn hả? 4-5 người luôn. Ngày một. Coi bà mẹ nè, với người chị dâu, với ba đứa cháu nữa là 6 người. Nhà ngoại gần đây hả?
Nhà ngoại chứ. Dạ. Con nghe ngoại kể cái câu chuyện mà nhà thì chỉ bây giờ chỉ còn có mình ngoại thôi à. Những người mà ở lại đây thì đã không còn nữa. Không có người nào ở đây còn sống sót. Có một bà một mà. Thì đó bà còn sống, bà gì bà kể đó. Ở trên đó bây giờ bà cũng chết rồi. Bây giờ bà kể nhà nước nuôi bà luôn. Chồng con thì chết trơn. Nó bắt ra ngoài kinh heo. Cái đi thật, dẫn đi thật là xa vậy đó. Bà nó kể lại, nó lại ông dám giải quyết. Cái dắt đi chừng 20 người vậy đó. Là có 4 miên theo. 4 miên theo, cái bắt đầu dẫn xa thật xa. Cái trái thuốc ké lại trơn là nó bắn. Bắn mà nên bà còn trong cái đám bắn còn sót bà. Bởi vì bà về mới kể lại. Đó là cô Sương hay cô Nga vậy? Hả? Cô Sương hay cô Nga? Cô Nga. Cô Nga hả? Không biết trong giấy bà tên gì hả cho bà. Dạ có Nga. hai người phụ nữ còn sống, đó là cô Sương với cô Nga. Biết cô Nga không à? Cô Sương không biết. Cô Nga giờ còn sống không à? Chết rồi, bà 80-90 vậy. Nó làm bộ nó dẫn đi ra ngoài kia. Dẫn đi lại ông lớn giải quyết. Thì mình để y dân mà kêu đi đâu thì phải đi đó. Lúc đó bọn chúng có súng à? Ừ, thì vô kêu đi thì mình đi. Rồi bà đi, nó đi thật là xa. Tới dưới gần tới trên miên vậy đó. Nó bắt đầu nó cháy thuốc ké lại, nó bắn. Cái bà nói, cái chồng bà mới nói gì nè. Bà kể ha, chồng bà nói thôi, cái cháy thuốc ké là thế nào nó cũng bắn mình ông ơi. Thôi bây giờ tiền vàng rồi ông đưa cho tôi đi, tôi chạy, tôi còn sống, tôi nuôi con. Cái bắt đầu ông chạy chưa được 10 thước nữa, nó bắn ông chết. Trời, chú cháy thuốc ké mà sao chạy được. Mà hồi đó sao mấy ông kia không chạy hết ta? Nghĩ cái ngộ vậy. Dùng chó thì sợ chứ dùng nó có 4 thằng mà mình 20 thằng. 20 người dân phải không? Mà nó có súng. Ừ, nó có súng mà sợ. Thì bắt đầu nó chói lại, bắt đầu mấy người kia ta chạy hết mẹ đi. Vậy nó bắn cũng được 1-2 người. Chứ đâu mà nó bắn chết hết lận em. Ừ. Mình chết chơi, không có ai hết chơi. Tới ngày giỗ nó cũng tuổi buồn lắm, hồi đó khóc dữ lắm. Ngoài bây giờ là có mấy đứa con? Có hai đứa. Trai. Một người sinh năm 78. Ừ. Năm sinh đứa sinh 75. Dạ. Yeah. Một người thì sinh năm của nạn diệt chủng Pol Pot. Và một người còn lại thì năm giải phóng. Thôi con cảm ơn ngoại nhiều ha. Dạ, chú ở đâu vậy chú? Con ở Đồng Tháp. Dạ. Yeah. Yeah. Chào ngoại ha.